Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì rất là vui khi tôi lại cùng với các bạn khám phá chiếc máy bơm dầu mini 12V sử dụng nguồn điện đó là bình ắc quy để phục vụ các cái mục đích trong cuộc sống của chúng ta, như thể là chúng ta có thể sử dụng nó để thay dầu máy. Ví dụ như các bác hay mà sửa sửa xe ô tô, sửa xe máy thì các bác có thể sử dụng chiếc máy bơm như thế này để hút dầu thải của máy ra ngoài, rồi là bơm dầu từ bên ngoài vào trong. Hoặc là các bạn có thể sử dụng máy bơm này để bơm các cái dung dịch dầu DO, các cái loại mà dung dịch như chất lỏng đậm đặc. Thì dòng bơm này nó được thiết kế chế tạo dựa trên cái đặc điểm của cái buồng bơm cánh gạt có khả năng tự mồi với lực hút mạnh, cho nên nó sử dụng cho các cái mục đích để bơm dầu. Và sản phẩm này thì được nhà sản xuất đóng gói. Các bác có thể quan sát thấy là hình ảnh của máy bơm. Đây là hộp em chưa bóc mở ra. Sau đây thì em và các bác cùng mở hộp và chúng ta xem là cái cấu tạo của máy bơm này như thế nào và các cái phụ kiện đi kèm của nó ra sao. Thì bên em thì là chuyên cung cấp về những cái dòng máy bơm nước và các cái dòng máy bơm nhiên liệu như bơm dầu, hoặc là sử dụng để bơm các cái dung dịch đậm đặc như thể dầu rửa bát, mật ong, vân vân. Đi vào vấn đề chính thì các bác thấy này, bộ sản phẩm này thì nó bao gồm có một cái chiếc máy bơm này rất nhỏ gọn, hết sức nhỏ gọn nhé. Dây điện kèm theo và có kẹp ắc quy. À, em cứ kẹp vào trong bình ắc quy này đi. Các bác cứ kẹp đúng âm dương giúp em, bởi vì là người ta đã ký hiệu âm dương trên này rồi. Cái này phải kẹp đúng âm dương đấy. Kẹp không đúng âm dương là nó không ra được đâu. Vì đây là buồng bơm cánh gạt mà. Rất là mạnh. Rất mạnh, rất mạnh. Tiếp theo thì nhà sản xuất có cho sản phẩm của chúng ta gồm có hai cuộn ống. Một cuộn ống như này tầm khoảng phi 10 đến 12. Cuộn ống này thì nó bé hơn, kích thước bé hơn, chúng ta sử dụng vào đầu hút để cho lực hút nó mạnh nhé. Cổ rê các bác nhé, hai chiếc cổ rê để chúng ta xiết xiết vào cái đường hút của nó và đường ra của máy bơm này này, và một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Cái cuộn ống ra này thì các bác cứ cắm vào đầu ra xong xiết cổ rê lại là được. Còn cái đường ống hút này cũng như vậy. Ở đây thì em xin giải thích với các bác là tại sao người ta lại làm cái ống hút nó bé hơn. Bởi vì là người ta sử dụng trong các cái trường hợp mà chúng ta thay dầu máy, cái dầu mà nó đậm đặc, thì làm như vậy để cái lực hút chân không của máy bơm nó sẽ mạnh, nó sẽ hút được các cái dầu đặc. Còn nếu như chúng ta dùng ống lớn như ống ra này thì lực hút của nó sẽ giảm đi và khả năng hút của nó sẽ kém xuống. Nếu như bác nào mà sử dụng để bơm dầu DO hoặc là bơm các cái dung dịch mà cái độ nhớt của nó thấp như dầu DO ấy, thì các bác có thể sử dụng ống vào to to như thế này, nhưng ống cứng một chút nha, ống này hơi mềm. Còn dầu đặc thì các bác phải sử dụng cái ống mà nhà sản xuất người ta cho đây. Đó, em thử bật cho nó máy chạy xem thế nào. Chú ý là máy bơm này là các bác không chạy khô trong thời gian dài. Ví dụ như chúng ta bật lên chạy vài chục giây thì không sao cả. Ở trên buồng bơm này thì các bác chú ý là có cái mũi tên ký hiệu đường vào đường ra, đây là theo chiều này, có nghĩa là đầu này đầu ra này, đầu này đầu vào này. Hút rất mạnh các bác nhé, hút rất mạnh. Và nhà sản xuất khuyến cáo là con bơm này nếu như các bác sử dụng để hút dầu thì thời gian cho nó hoạt động là không được quá 30 phút, tức là chúng ta một chu kỳ làm việc liên tục thì chúng ta cho khoảng 30 phút thôi, đổ lại thôi, không nên quá 30 phút. Nó có nhiều lý do các bác nhé, chắc là lý do về động cơ thì nó chỉ cho phép hoạt động trong thời gian 30 phút, xong rồi chúng ta lại nghỉ, ta lại bắt đầu một cái công việc khác. Và video này thì shop xin kết thúc tại đây. Sản phẩm thì này thì được hiện nay bên em bắt đầu bán, đây có thể nói là cái sản phẩm mới nhất hiện nay đang đã về tới shop. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của bên em và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6666
6898366, website là máy bơm mini68.com. Xin chào các bác.